Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 1, làm quen với biến cố ngẫu nhiên, nằm trong sách giáo khoa toán 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Với hoạt động mở đầu của chúng ta đấy là trước một trận đấu, trọng tài thường tung đồng xu để quyết định xem đội nào sẽ được chọn sân. Em có thể đoán được trước đội nào sẽ được chọn sân hay không? Đó, cái này chúng ta sẽ không thể đoán trước được. Nếu như trước khi học bài này chúng ta sẽ không thể đoán trước được và không biết rằng là cái cơ hội để có thể, ví dụ đội cam được đá trước là được cầm bóng là bao nhiêu, đúng không nào? Và thì bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta có thể giải thích được rằng là tại sao lại tung đồng xu như thế, nó sẽ là công bằng với cả hai đội. Thì chúng ta đến với bài phần số 1, đấy là biến cố. Hoạt động khám phá số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào chắc chắn sẽ xảy ra. Với IA, đấy là số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2. Cái này là chắc chắn sẽ xảy ra, đúng không nào? Tại vì là mình có hai đồng xu, vậy thì hai đồng xu đấy thì nếu như nó cùng xuất hiện sấp thì sẽ là 2, còn nếu như một đồng xu xuất hiện sấp thì sẽ là 1, còn có thể là không đồng xu nào xuất hiện sấp cả. Và nếu chúng ta không thể nào mà xuất hiện cái trường hợp là ba cái trường hợp sấp xuất hiện, đấy, ba mặt sấp xuất hiện, vì chúng ta có nhiều nhất chỉ là hai đồng xu thôi. Vậy thì chúng ta sẽ có là A chính là sự kiện chắc chắn xảy ra, đúng không nào? B này, số đồng xu xuất hiện mặt sấp gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt ngửa. Đấy, mặt ngửa của chúng ta thì cũng là có thể xuất hiện 2 lần. Vậy thì nó sẽ không thể nào mà gấp 2 lần được, đúng không nhỉ? Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là B của chúng ta là sự kiện không thể xảy ra. Không thể xảy ra. Đó. C, có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp. Cái này thì chúng ta sẽ thấy rằng là không thể xảy ra. Tại vì sao? Đó sẽ có thể có trường hợp đấy là có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp, thì đâu có nhất thiết là nhỡ rằng là hai đồng xu của chúng ta là mặt ngửa thì sao? Thế cũng sẽ là không thể xảy ra, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ thấy rằng là sự kiện C có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp là có thể xảy ra hoặc là không, hoặc là trong mỗi lần gieo hai đồng xu, đúng không nhỉ? Nếu như chỉ chọn một trong hai cái này, chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ là cả hai, có thể xảy ra hoặc có thể không. Nếu hai đồng xu đều xuất hiện mặt sấp, hoặc một đồng xu xuất hiện mặt sấp, một đồng xu xuất hiện mặt ngửa thì sự kiện C xảy ra. Đấy, nếu cả hai đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa thì sự kiện C sẽ không thể xảy ra, giống như cô vừa phân tích cho các bạn. Vậy chúng ta thấy rằng là ta gọi cái sự kiện C này nó là một biến cố ngẫu nhiên. Sự kiện A là một biến cố chắc chắn, còn sự kiện B là một biến cố không thể. Đó. Vậy thì kiến thức trong phần này của chúng ta là gì? Các sự kiện hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hay trong một phép thử nghiệm được gọi là một biến cố. Biến cố chắc chắn là biến cố luôn luôn xảy ra. Biến cố không thể là biến cố không bao giờ có thể xảy ra. Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không biết trước được rằng là nó có xảy ra hay không, đúng không nào? Đấy, thì đấy chính là ba cái ví dụ mà chúng ta vừa tìm hiểu trong hoạt động khám phá số 1. Chúng ta đến với phần số 2, đấy là biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi. Chúng ta đến với ví dụ số 1. Gieo một con xúc sắc và thấy xuất hiện 6 chấm ở mặt trên cùng. Trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra, biến cố nào không xảy ra? Gieo A, gieo được mặt có số chấm nhỏ hơn 3. Đấy, là một biến cố có thể xảy ra hoặc có thể không, đúng không nào? Đấy. Thì ở đây tại vì là nó có thể xuất hiện là mặt 1 chấm và mặt 2 chấm thì số chấm nhỏ hơn 3, đúng không? Đấy, tiếp theo, gieo được mặt có số chấm là ước của 6. Ước của 6 thì là những số nào? Ta thấy là ước của 6 là 1 này, là 2 này,
là đúng không nhỉ? Đấy. Ước của 6 là 6. Đúng không nhỉ? Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có thể xảy ra, thì nên biến cố B của chúng ta có thể xảy ra. C, mặt úp xuống có số chấm bằng 1. Đấy, mặt úp xuống có số chấm bằng 1. Thì ta thấy rằng là ở đây thì tổng số chấm trên hai mặt thì đối diện con xúc xắc thì bằng 7. Nên nếu như xuất hiện 6 chấm thì mặt úp xuống là 1. Vậy thì biến cố C cũng có thể là một biến cố xảy ra. Rồi, tiếp theo thì chúng ta thấy là ví dụ số 2, trong các biến cố sau hãy chỉ ra biến cố nào là biến cố chắc chắn, không thể ngẫu nhiên. Tại sao? Gieo được mặt có ít nhất một, gieo được mặt có ít nhất một chấm, ý B, à, biến cố B, gieo được mặt có số chấm là bội của 7. C, gieo được mặt có số chấm là ước của 7. Đầu tiên này, chúng ta thấy là do tất cả các mặt của con xúc xắc đều có ít nhất một chấm, cho nên biến cố A sẽ là biến cố chắc chắn, đúng không nào? Đấy, tại từ 1 đến 6 thì chắc chắn có ít nhất một chấm rồi. Do số chấm trên mỗi mặt của con xúc xắc đều không chia cho 7. Đấy, cho nên là biến cố B sẽ là biến cố không thể. Biến cố C là ngẫu nhiên, vì chúng ta không biết được rằng là ước của nó không biết được rằng ước của nó có xảy ra hay không. Chẳng hạn nếu như chúng ta gieo được mặt là 1 thì nó cũng sẽ là một ước của 7, đúng không nào? Một ước của 7. Đấy. Ngược lại nếu như gieo mặt là 2 thì biến cố C lại không thể xảy ra. Đó, thì đấy chính là bài ví dụ số 2 của chúng ta để chúng ta có thể tìm hiểu về ba loại biến cố mà chúng ta vừa có trong phần kiến thức trọng tâm ở phần số 1. Ta đến với bài thực hành số 1. Bài thực hành số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Gieo một con xúc xắc 2 lần liên tiếp. Quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố nào là biến cố không thể và ngẫu nhiên. Tại sao? Đầu tiên là biến cố A. Tích số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo luôn lớn hơn 1 thì đây sẽ là một biến cố chắc chắn. Lớn hơn 1, à đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên, đúng không nào? Ngẫu nhiên. Tại vì nếu như chúng ta thấy rằng là lần 1 chúng ta gieo được là 1 chấm, lần 2 chúng ta gieo được cũng là 1 chấm, vậy thì tích 2 lần là 1 x 1 phải bằng 1, vậy thì nó chỉ bằng thôi chứ nó không lớn hơn, đúng không nào? Đấy, vậy đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên. Biến cố B, tổng số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo luôn lớn hơn 1 thì đây sẽ là một biến cố chắc chắn. Tại vì nếu như nhỏ nhất 2 lần gieo đều là 1 thì tổng nó đã là 2 rồi, vậy nó lớn hơn 1 là một điều chắc chắn. Biến cố C, tích số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo là 7. Tích, cái này sẽ là một biến cố ngẫu nhiên. Đúng không nào? Tại vì nếu như lần 1 chúng ta gieo là 1 chấm, lần 2 chúng ta gieo là 6 chấm. À, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một biến cố không thể, cô xin lỗi. Tại vì cô đọc nhầm thành tổng. Không thể. Thì tích của chúng ta là 1 x 6 sẽ là 6 rồi, đúng không nhỉ? Hoặc là 2, 3 vẫn là 6. 4, 5 thì nó lại, tức là chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ không thể nào mà là bằng 7 được, đúng không nhỉ? Đó, tiếp theo ý D. Tổng số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo là 7. Đó, vậy thì nó chính là cái biến cố ngẫu nhiên như vừa nãy cô phân tích ở cái ý C, cô đọc nhầm, đúng không nào? Ngẫu nhiên. Đó, thì đấy chính là bài thực hành số 1 của chúng ta. Chúng ta đến với bài thực hành số 2. Bài thực hành số 2 của chúng ta có nội dung như đây là bài ví dụ 3. Trong một hộp có 6 thanh gỗ được gắn số từ 0 đến 5, lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 thanh gỗ từ hộp trên, hỏi trong các biến cố sau, biến cố nào là chắc chắn, không thể ngẫu nhiên. Tại sao? Biến cố A, lấy 2 thanh gỗ có gắn số lẻ. Thì đúng rồi, chúng ta có thể là 1 hoặc có thể là 3. Vậy đây sẽ là biến cố ngẫu nhiên, nhưng mà nó có thể là 2 và có thể là 1. Vậy một cái chẵn và một cái lẻ, đúng không nhỉ? Vậy thì ý A của chúng ta là một biến cố ngẫu nhiên. Ý B, tổng các số gắn trên 2 thanh gỗ bằng 7. Nếu như một thanh gỗ là 3, một thanh gỗ là 4 thì tổng của nó bằng 7. Nhưng nếu như nó là 2 và nó là 1 thì tổng của nó chỉ bằng 3 thôi. Vậy đây cũng sẽ là một biến cố ngẫu nhiên, đúng không nào? Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với
biến cố C, tích các số gắn trên hai thanh gỗ bằng 7. Đó, hai thanh gỗ bằng 7. Vậy chúng ta thấy rằng là nếu như thanh gỗ của chúng ta tích mà bằng 7, tức là nó sẽ phải là 1 và 7, đúng không nào? Vậy đây sẽ là một biến cố không thể, tại vì nó sẽ chỉ là từ 1 cho đến 5 thôi. Tích của bất kỳ hai số nào nằm trong các cái số này thì đều không thể bằng 5 được, đúng không? À, không thể bằng 7 được, đúng không nào? Ta đề ví D, tổng các số gắn trên hai thanh gỗ nhỏ hơn 10. Đấy, nhỏ hơn 10. Vậy chúng ta thấy đầu tiên nếu như là 0 và 5 thì nó sẽ là bằng 5. 4 và 5 thì nó bằng 9, tức là hai cái số lớn nhất nó bằng 9 rồi. Vậy thì nó sẽ luôn luôn xảy ra, tại vì tổng nó là 10, đúng không nhỉ? Thì đấy chính là ý biến cố D của chúng ta sẽ là một biến cố chắc chắn. Và đó chính là bài ví dụ số 3. Ta đến với bài thực hành số 2. Một ví dụ tương tự như cái ví dụ số 3. Thực hành số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Trong một hộp ống cắm bút có một bút xanh, một bút đỏ và một bút tím. Lần lượt lấy ra hai bút từ ống A. Nếu như tập hợp các kết quả có thể xảy ra, nêu tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu bút được lấy ra. Thì đầu tiên chúng ta thấy là có thể lấy ra bút xanh cộng với bút đỏ, đúng không nhỉ? Có thể lấy ra bút xanh cộng với bút tím, hoặc là bút đỏ cộng với cả bút tím. Vậy sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra. 3 trường hợp có thể xảy ra. Được chưa nào? Đấy là ý A. Ý B, gọi A là biến cố lấy được bút đỏ ở lần lấy thứ nhất. Hãy nêu tập hợp tất cả các kết quả làm cho biến cố A xảy ra. Vậy thì biến cố A có thể xảy ra thì các kết quả ở đây sẽ là bút đỏ cộng với bút xanh và bút đỏ cộng với bút tím, đúng không nào? Đấy là các cái tập hợp mà biến cố A xảy ra. Ý B, hãy nêu một biến cố chắc chắn và một biến cố không thể đối với phép thử trên. Đấy. À, biến cố chắc chắn ở đây đấy là chúng ta sẽ thấy rằng là một biến cố chắc chắn có thể xảy ra là một biến cố không thể. Chúng ta sẽ lấy biến cố không thể đi. Không thể. Đấy là chúng ta lấy bút màu, lấy bút màu tím, bút màu vàng, đúng không nhỉ? Lấy được bút màu vàng thì trong này sẽ không có bút màu vàng để chúng ta lấy. Còn biến cố chắc chắn đấy là chúng ta lấy 3 bút màu xanh, đỏ, tím thì chắc chắn nó sẽ luôn xảy ra trong cái hộp bút đấy, đúng không nào? Thì đấy là ý C của chúng ta. Chúng ta đến với bài vận dụng số 1. Bài vận dụng số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Một cửa hàng thống kê lại số máy vi tính họ bán được từ ngày thứ hai đến ngày chủ nhật trong một tuần. Kết quả được trình bày trong cái biểu đồ này, tức là thứ hai sẽ là bán được 12 cái máy vi tính, thứ ba là 8, thứ tư là 10, thứ năm là 9, thứ sáu là 7, thứ bảy là 11 và chủ nhật là 14. Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần đó để xem kết quả bán hàng. Trong các biến cố sau, biến cố nào là chắc chắn không thể và ngẫu nhiên? Với ý A, cửa hàng bán được 10 máy vi tính trong ngày được chọn. Đấy, đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên, đúng không nào? Tại vì nếu như nó là thứ hai thì nó sẽ bán được 12 cái máy. Nhưng nếu như nó là thứ tư thì nó bán được 10 máy. Vậy A của chúng ta sẽ là một biến cố ngẫu nhiên. B, cửa hàng bán được ít hơn 7 máy vi tính trong ngày được chọn. Vậy thì ít hơn 7 máy thì sẽ không có ngày nào cả. Tại vì ngày nào cũng là lớn hơn hoặc bằng rồi, đúng không nhỉ? Vậy đây sẽ là một biến cố không thể. C, cửa hàng bán được không quá 14 máy vi tính trong ngày được chọn, đúng không nào? Tại vì nhiều nhất chúng ta chỉ bán được 14 máy trong cả 7 ngày này. Vậy đây sẽ là một biến cố chắc chắn. Đó, thì đấy chính là bài vận dụng số 1. Ta đến với bài vận dụng số 2. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn không thể và ngẫu nhiên. A, đến năm 2050, con người tìm được sự sống bên ngoài trái đất. Đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên, tại vì chúng ta không biết trước được tương lai sẽ là như thế nào cả, đúng không nào? B, ở mũi điện, ngày mai mặt trời sẽ mọc ở hướng đông. Đây sẽ là một biến cố chắc chắn,
Tại vì chúng ta có câu đấy là mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, nó là quy luật rồi, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy đây sẽ là một biến cố chắc chắn. Ý C, gặp một giáo viên trong trường em sinh năm 1900. Vậy đây sẽ là một biến cố không thể, đúng không nào? Tại vì năm 2000, tại vì làm chúng ta thấy rằng là nếu như năm 1900 thì đến bây giờ là năm 2020 thì người ta đã sống được 100 tuổi rồi thì không không thể nào một giáo viên như thế. Vậy đây sẽ là một biến cố không thể, đúng không nhỉ? Các bạn phải lưu ý đến cái năm nhá. Ý D, gieo một đồng xu cân đối 100 lần đều ra mặt sấp. Thì cái này sẽ là một biến cố ngẫu nhiên, đúng không nào? Tại vì nếu như cả 100 lần ra như thế thì nó sẽ xảy ra, còn hoàn toàn có thể xảy ra là một lần mặt ngửa và 99 lần mặt sấp, đúng không nhỉ? Thì đấy là bài vận dụng số 2. Chúng ta cùng nhau đến với phần bài tập trong bài ngày hôm nay. Bài tập số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Tung một đồng xu 2 lần, hỏi trong số các biến cố sau, biến cố nào xảy ra? Biết rằng 2 lần tung đều xuất hiện mặt sấp. Lần tung thứ 2 xuất hiện mặt sấp. Vậy thì A của chúng ta sẽ là một biến cố xảy ra, đúng không nào? Tại vì là cả 2 lần tung đều sấp rồi thì chắc chắn là lần thứ 2 sẽ xuất hiện mặt sấp. B, 2 xuất hiện 2 mặt giống nhau trong 2 lần tung. Đấy, vậy thì cái này là ngẫu nhiên thôi, đúng không nhỉ? Ngẫu nhiên, tại vì nếu như cả 2 lần cái này là sẽ xảy ra. Tại vì 2 lần sấp thì 2 mặt này nó giống nhau rồi, đúng không nhỉ? C, có ít nhất một lần tung xuất hiện mặt ngửa, cái này là không xảy ra. Tại vì đề bài yêu cầu là cả 2 lần tung đều xuất hiện mặt sấp, vậy thì cái biến cố mà có ít nhất một lần tung xuất hiện mặt ngửa sẽ không thể xảy ra được. Chúng ta đến với bài số 2. Bạn Minh quay mũi tên trong vòng quay ở hình bên và quan sát xem khi dừng lại nó chỉ vào ô nào. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn không thể và ngẫu nhiên. Với biến cố A, kim chỉ vào ô ghi số 0 nhỏ hơn 1. Đấy, vậy đây sẽ là một biến cố chắc chắn, đúng không nhỉ? Tại vì số nào của chúng ta trong cái ô này cũng đều lớn hơn hoặc bằng 1 rồi. Vậy thì không nhỏ hơn 1 là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Biến cố B, kim chỉ vào ô có màu trắng. Thì đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên. Tại vì nó có thể chỉ vào màu xanh hoặc là màu cam. Ý C, kim chỉ vào ô màu tím. Thì đây là một biến cố không thể. Tại vì trong ô này không có ô nào chỉ màu tím cả. D, kim chỉ vào ô có ghi số lớn hơn 6. Đây là một biến cố không thể. Tại vì không có số nào bắt đầu từ 7 ở đây hết. Toàn số nhỏ hơn hoặc bằng 6 thôi, đúng không nhỉ? Thì đấy chính là bài số 2. Chúng ta đến với bài số 3. Một hộp có 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc 2 bút từ hộp. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn không thể và ngẫu nhiên. Với ý A, lấy được 2 chiếc bút mực. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một biến cố ngẫu nhiên. Tại vì hoàn toàn có thể xuất hiện trường hợp là 1 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì được lấy ra, đúng không nào? Biến cố B, lấy được 2 chiếc bút chì, đây là một biến cố không thể. Tại vì trong hộp bút này sẽ chỉ có duy nhất 1 chiếc bút chì thôi. Cho nên là không có cái bút thứ chì thứ hai để mà chúng ta lấy được 2 chiếc bút chì, đúng không nào? Biến cố C, có ít nhất 1 chiếc bút mực được lấy ra. Thì đây sẽ là một biến cố chắc chắn. Đúng không nào? Ít nhất 1 chiếc bút mực, tại vì là nó có thể trường hợp là 2 chiếc bút mực được lấy và một trường hợp là 1 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Thì trong 2 trường hợp này đều luôn luôn có ít nhất là 1 chiếc bút bi, 1 chiếc bút mực, đúng không nào? Ý D, có ít nhất 1 chiếc bút chì trong 2 bút lấy ra. Thì đây sẽ là một trường hợp ngẫu nhiên. Tại vì nếu như nó là trường hợp là 1 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì thì đấy sẽ đúng, còn nó sẽ xảy ra. Còn nếu như trường hợp là 2 chiếc bút mực thì trường hợp D không xảy ra. Vậy đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên, đúng không nào? Thì đấy chính là bài số 3. Chúng ta đến với bài số 4. Một hộp có một quả bóng màu xanh, một quả bóng màu đỏ và một quả bóng màu vàng. Lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng, xem màu và trả lại hộp rồi lấy ngẫu nhiên một quả nữa. Trong số các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn không thể và ngẫu nhiên. Với biến cố A, quả bóng lấy ra lần thứ 2 có màu đỏ. Thì đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên. Đúng không nào? Tại vì nó có thể là xanh hoặc nó có thể là vàng. Biến cố B,
quả bóng lấy ra lần thứ hai giống màu quả bóng lấy ra lần đầu, thì đây cũng là một biến cố ngẫu nhiên. Tại vì các bạn thấy này, nếu như lần thứ nhất chúng ta lấy ra màu xanh, sau chúng ta thả vào, lần thứ hai chúng ta lấy, chúng ta hoàn toàn có thể bốc phải màu đỏ hoặc màu vàng, nhưng cũng có thể bốc được màu xanh. Đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên, đúng không nào? Biến cố C, quả bóng lấy ra lần đầu tiên có màu hồng, thì đây là một biến cố không thể. Tại vì trong hộp của chúng ta thì không có quả bóng nào màu hồng hết. Biến cố D, có ít nhất một lần lấy được quả bóng màu xanh, thì đây sẽ là một biến cố ngẫu nhiên. Tại vì nó có thể là hai lần chúng ta đều lấy được màu đỏ, hoặc hai lần chúng ta lấy được màu vàng, hoặc là có lần chúng ta lấy được một lần màu đỏ và một lần màu vàng, đúng không nhỉ? Thì đấy là bài số 4 của chúng ta. Vừa rồi thì cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu phần lý thuyết cũng như là chữa các bài tập nằm trong bài số 1 biến cố. Trong bài số 1 là bài làm quen với biến cố ngẫu nhiên, sách giáo khoa toán 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Để xem thêm lời giải của các bài tập khác, các em hãy truy cập vào trang web lời giải hay.com nhé. Chúc các em học tốt.